Marvel tiết lộ sự thật động trời, Deviant là tổ tiên của dị nhân. Nếu đã từng xem qua bộ phim siêu anh hùng Eternal được ra mắt vào năm 2021, các bạn có thể thấy rằng mặc dù Deviant nắm vai trò phản diện, nhưng sự tồn tại ấy vẫn là điều cần thiết đối với kế hoạch của Celestials. Vấn đề là chúng đã tiến hóa vượt tầm kiểm soát, trở thành con quái vật nguy hiểm và bị Eternal tiêu diệt nhằm hạn chế số lượng. Trong cuộc đổ bộ đầu tiên xuống trái đất vào khoảng 5 triệu năm trước, Celestial đã thực hiện một thí nghiệm gen lên vực người cổ. Kết quả là tạo ra hai giống loài, bao gồm Eternal và Deviant, đồng thời để lại nguồn gen đột biến tạo ra dị nhân sau này. Từ đó, vực người dần tiến hóa thành loài người hiện đại như ngày nay. Mãi đến năm 2018, mọi thứ mới dần thay đổi. Cụ thể, trong tập truyện Infinity War 5, Marvel đã bổ sung thêm một gương mặt mới, đó là Celestial Progenitor. Vào 4 tỷ năm trước, Progenitor bị nhiễm bệnh nặng từ bầy châu chấu không gian có tên là The Horde. Trong giây phút cuối đời, ông ta đã tới trái đất. Phần chất dịch màu đen Necrofruit chảy ra từ cơ thể Progenitor đã thấm vào bề mặt trái đất, vĩnh viễn thay đổi quỹ đạo tiến hóa của hành tinh này. Kể từ đó, trái đất biến thành nơi chuyên sản sinh những cá nhân có hệ gen tạo ra siêu năng lực. Theo lời Loki, sự xuất hiện của Progenitor đã gián tiếp khiến sự sống trên trái đất trở nên đặc biệt như hiện tại. Nhưng mọi thứ đã khác từ khi nhóm Eternal đối đầu với các Avengers. Dù Avengers được các Celestial cho phép cải tạo cơ thể của Progenitor vì mục đích tốt hơn, Ajax vẫn cảm thấy đó là sự bán bổ thần thánh. Nhưng nói gì thì nói, bà ta có mục đích khác, đó là tìm kiếm dữ liệu về cách diệt trừ Thanos. Thanos vốn được sinh ra với hội chứng Deviant, tức hắn vừa là Eternal vừa là Deviant. Khi hồi sinh tinh này, Fastos đã thiết kế một tử huyệt gắn liền với phần gen đột biến ấy, nhưng Krui đã phản bội rồi xóa đi phần ký ức đó. Trước khi ra đi, Fastos đã nói với đồng đội rằng hãy đi tìm bí mật thượng cổ về Deviant. Tuy nhiên, dù là đồng minh nhưng Krui cũng không hề biết về bí mật này. Cơ hội cuối cùng của Eternal chính là phần dữ liệu bên trong cái xác của Progenitor. Nhờ đồng đội cầm chân, Ajax đã đột nhập thành công để thực hiện nghi lễ cầu hồn. Tuy nhiên, linh hồn của Progenitor đã phớt lờ bà ta, nhất định không chịu tiết lộ điều gì. Mất kiên nhẫn, Ajax tạo ra một cây búa tâm linh rồi phang luôn linh hồn này. Do quá đau đớn, hồn của Progenitor đành phải khai toàn bộ sự thật. Theo đó, dù Necrofluid chứa đầy năng lượng nhưng nó cũng vô cùng độc hại. Do vậy, những nhận sóng tiếp xúc với nó dù có siêu năng lực, nhưng sự biến đổi quá mức sẽ khiến chúng bị tuyệt diệt. Để giải quyết vấn đề này, các Celestial khác đã tạo ra chủng Deviant hay Changing People, vốn có tế bào mang khả năng biến đổi vô biên, nhằm hấp thụ thứ chất lỏng đó và trung hòa nó. Theo thời gian, loài Deviant đã truyền lại mã gen chứa tiềm năng đột biến cho loài người. Nói cách khác, Deviant là tổ tiên của loài người, chính xác hơn nữa là tổ tiên của giống loài dị nhân, Mutants. Tuy nhiên, quá trình tiến hóa của Deviant có thể dẫn đến việc đột biến mất kiểm soát, và đây chính là cách để Kree kích hoạt công tắc tử huyệt, tiêu diệt hắn và chiếm lấy vị trí Prime Eternal. Nói tóm lại, với sự retcon này thì Eternal không còn là chủng tộc thượng đẳng nữa. Giờ đây, họ chỉ còn là hòn đá lót đường, là những kẻ kiểm soát Deviant nhằm giúp chúng tiến hóa an toàn. Từ đó, thành quả lớn nhất của Celestial đã ra đời, đó chính là người trái đất trong vũ trụ Marvel mà chúng ta đã biết. X-Gen, thứ tạo nên dị nhân được coi là một dạng gen Deviant. Còn nơi tập trung số lượng lớn Deviant giờ đây là Krakoa, quốc đảo của giống loài dị nhân.